Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với Trung tâm Điện tử Tám Hoa. Vâng, trước mặt toàn thể quý vị và các bạn, đây là một cặp loa Martin bãi có mã số là F15. Với dòng loa F15 của Martin, nó được trang bị một bát 40, một chiếc kèn bát từ 22 côi 100 và chét được trang bị từ 17. Và đây là một cặp loa bãi của Martin, thương hiệu của Anh Quốc, mà trung tâm thử kỹ cho một anh ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Anh có số điện thoại là 0384 051 và 893. Hoặc trung tâm sẽ thử kỹ một cặp loa Martin F15 cho anh. Và với một cặp loa F15, nó được sử dụng từ 22 côi 100, thì quý vị và các anh em hãy sử dụng những chiếc đẩy công suất lớn. Thì mới khai thác hết được chất âm của cặp loa Martin F15 này. Vâng, với những chiếc đẩy công suất khoảng 38 đến 40 sò công suất trở lên thì chất âm chúng ta mới khai thác hết của cặp loa Martin này. Vâng, quý vị và các bạn là có nhu cầu những cặp loa bãi xịn, xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918 249 265 và 0974 637 646. Vâng, trung tâm giao hàng toàn quốc. Vâng, trung tâm sẽ thử kỹ cho anh, sớm mai đóng gói gửi vào Tây Ninh cho anh.